Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi chiều hôm nay Vũ Hồng đang ở đường Trần Hưng Đạo, hẻm 100 đường Trần Hưng Đạo đối diện với tiệm đồng hồ Duy Anh bên đây là cô chú anh chị. Và cái hướng này á, tại hướng này góc đường Nguyễn Cư Trinh. Đó, đường Nguyễn Cư Trinh với đường Trần Hưng Đạo. Còn cái hướng ngược lại đây nè, đó là cái hướng đường Đề Thám, Cách Mạng 8 với đường Trần Hưng Đạo ha. Thì hẻm này hẻm 100 đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đối diện với bên đây là phòng khám đa khoa thẩm mỹ, còn đây là đồng hồ Duy Anh, và bên đây là cái bệnh viện quận 1 cơ sở 2 nha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú chị bạn một cái căn hộ dịch vụ nằm ở trong hẻm 100 này. Thì đây là đường Trần Hưng Đạo nha. Mình đi thẳng qua bên kia thì khoảng chừng 2 phút nữa là tới công viên Quách Thị Trang, chợ Bến Thành ha. Ở rẽ phải thì mình sẽ đi lên cầu Ông Lãnh, đi qua quận 4, quận 7, qua Phú Mỹ Hưng. Hẻm này hẻm 100 đang làm nè, đang làm luôn, đang nâng rộng là thông qua bên đường Phạm Ngũ Lão nha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú chị bạn một cái căn hộ dịch vụ, một tòa nhà như căn hộ dịch vụ á. Chiều ngang của nó là gần 6m và chiều sâu vô là gần 7m ha. À, cái nó nằm trong hẻm 100 này. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review cho cô chú chị bạn xem. Một mặt hướng của mình đó là đông bắc, và một mặt là tây bắc nha. Đối diện với tiệm đồng hồ Duy Anh nha cô chú chị, tiệm đồng hồ Duy Anh với cái VTB Office Building nè. Mình đi vào ha. Hẻm này hẻm 100 nha cô chú chị. Hẻm này đang nâng lên nè, đang nâng hẻm và mọi người thì đang làm ống thoát nước lại cô chú anh chị. Đang nâng lên nè ha. Ống thoát nước rồi các bạn hết. Đó, căn hộ của mình nằm ở đây nha. Ở đây gần phố Tây Bùi Viện luôn nha. Đó. Đây căn hộ dịch vụ gần phố Tây Bùi Viện luôn. Mình đi tới đây mình ghé bên tay phải nha, ghé tay trái nha. Hẻm này đang nâng lên nè. Đó, tất cả hẻm này đều làm hết nè. Đó, nhìn ra ngoài đó khoảng chừng 50 mét là tới mặt tiền đường Trần Đạo nha. Về vô đây nha. Rồi, đối diện với quán cà phê 125 nè, Sen Hotel này nè, đối diện ha. Đây có cái quán cà phê kế bên cái tiệm đồ này. Đó, căn mình là căn này ha. Chiều ngang qua bên đây là 5,5m, 5,8m, gần 6m. Còn cái cạnh này là gần 7m. Có 5 phòng nha, là căn hộ dịch vụ luôn á cô chú anh chị. Hẻm thì đi vô đây khá rộng nha. Đó. Hẻm ngoài vô nè, đầu đường đó, hẻm 100 đó đang nâng lên nhựa đó. Rồi, nhà mình nằm đây ha. Hai cửa nha. Địa chỉ nhà mình là 100/25/19 đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ha. Chiều dài nhà mình tới đây luôn nha. Tới đây luôn nè. Tới đây luôn. Một trệt 3 lầu ha. Rồi vô đây. Ngang qua tới đây. Ngang qua tới bên đây. À, tới đây ha. Xây full lên trên luôn nha. Vị trí thì rất là trung tâm luôn. Giá là 7 tỷ 200 triệu đồng ha. Giá 7 tỷ 200 triệu đồng. Giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Giá còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Nhìn lại bên ngoài nè ha. 100/25/19 nha. Hẻm 100 là đang nâng nhựa lên đó cô chú anh chị. Đây có hai cửa sổ nữa nè. Bên đây cũng có hai cửa sổ nè ha. Sân thượng bên trên nha, 5 phòng nha. Mình vô cửa chính này là đông bắc, còn bên đây là tây bắc. Rồi vô nhà mình nhìn ra.
Hiện tại thì nền nhà cao mặt hẻm là 3 tấc. Đối diện đây là cái quán ha. Đó, quán cà phê nè. Đó, quán cà phê. Bên đây là một tiệm buôn bán online. Hàng online ha. Rồi, mình vô nhà nha. Đồng hồ điện mình nằm ngoài đây. Rồi, ở dưới đất ngay đi đây là có một phòng. Ở dưới đây là có một phòng ha. Sổ sách là hoàn công đầy đủ hết nha. Nhà này là sổ sóc sách là hoàn công đầy đủ. Để chú Hồng mở cho cô chú chị bạn xem luôn. Đây nhà mình đây ha, hoàn công hết nha. Đó, tầng 1 nè ha, rồi tầng 2, tầng 3 là lầu 1, lầu 2, rồi tầng 4 là lầu 3, rồi thêm sân thượng, máy chơi thang nữa, sân thượng ở trên nè, máy chơi thang nữa nè ha, đầy đủ hết nha. Đó, ở đây là tầng 1, tầng 2, tầng 3 là lầu 1, lầu 2, chợt. Rồi ở đây là lầu 4, là tầng 4 là lầu 3, thêm sân thượng, sàn bê tông cốt thép, máy chơi thang. À, máy chơi thang cũng đúc bê tông cốt thép luôn nha. Sổ sách là hoàn công đầy đủ hết luôn nha. Đó, xây dựng hoàn công đầy đủ hết luôn ha. Đây cập nhật hoàn công nè. Cập nhật hoàn công đầy đủ hết luôn nha. Ở diện tích xây dựng là 30.28 và diện tích hoàn công là hơn 100 m. Sổ hoàn công đây. Rồi bây giờ Vũ Hồng tiến hành review xung quanh cho cô chú và bạn xem ha. Đó, khuôn viên nhà mình thì vẫn cao hơn nền, hẻm là khoảng 3 tấc nha. Hẻm có nâng lên mình cũng không có thấp hơn. Và hẻm ngoài đã nâng rồi. Nhà hẻm hiện tại hẻm này thì cao hơn. Nhà hẻm 25 này số nhà số 19 ha. Rồi thì không gian dưới trệt nè. Đó, không gian dưới trệt ha. Ở đây là có một phòng nha. Ở đây là có một phòng. Đây không gian dưới trệt nhà mình đây. Ở đây là cái giếng trời. Đó giếng trời nè. Ở những trời nè ha, ở những trời rất rộng luôn ha, ở những trời nè, à đây có cửa sổ mở ra, nhà vệ sinh khá lớn ha, tại sao người ta không làm phòng đây, là mình làm cái những trời ở đây, rồi bếp ở đây, trời, rồi mời lên trên lầu ha. Cái cạnh bên đây là 6m7, gần 7m. Và cạnh bên kia là gần 6m ha. Rồi lên trên lầu nha, đi lên trên lầu nè. Cái này cho thuê căn hộ dịch vụ là hết bài luôn. Rất là ok ha. Đây à, đây phòng nè ha. Đây có hai phòng. Hai phòng nè ha. À, phòng này thì có cửa sổ, có điện cáp internet rồi đầy đủ hết nha. À, phòng này có cửa sổ ngoài nè. Rồi một tầng về hai phòng. Đây phòng nhà vệ sinh. Ở nhà vệ sinh nè ha. Đây một phòng nữa nè, phòng này có cửa sổ nhìn ra giếng trời. Có cửa sổ nhìn ra giếng trời nè. À, lên trên nè ha. Đó. Đây một cái cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Đó, sổ nhìn ra hẻm trước nhà. Đây hẻm trước nhà, bên kia hẻm bên hông, hẻm lớn nha. Này là xe taxi nhỏ vô tới nơi luôn nha. Phòng này hai phòng, tầng này hai phòng, một nhà vệ sinh. Rồi lên trên tầng trên. Bây giờ nãy giờ mình đi là được 3 phòng rồi ha. Lên tiếp. Này là lên trên còn một phòng nữa nha. Lên trên còn một phòng nữa. À.
lên trên còn một tầng nữa. Đây một phòng nè, CB mỗi tầng là nó nằm riêng ở đây. Phòng này thì cửa sổ nằm đây. Đó, cửa sổ nằm đây. Đó, mình nhìn bên đó là phố Tây Bùi Viện nha cô chú anh chị. Bên đó là phố Tây Bùi Viện nha. Đây, đây nè, nhìn ngoài nè ha. Rồi, đây một phòng ha. Rồi, ra đây, nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh đây. Thiết bị vệ sinh là xài của... này là gì không thấy nhãn hiệu. Rồi đây một phòng nè, phòng này thì có một cái cửa sổ ra ngoài bên cái giếng trời. Đó, cửa sổ ra ngoài giếng trời nè, giếng trời đây xong tô cái gì nghĩ chắc là tô lên cho nó đẹp. Đây ha. Đó. Xây sửa giếng trời bự quá. Rồi đây là cái cửa sổ. Cửa sổ đây ha. Ở nhà mình làm hơi cao bằng nhà này rồi. Gió mát quá. Ở bên hông nè ha. Rồi. À, mời cô chú chị bạn lên lên trên tiếp ha. Đây là tầng 3 rồi. Mình lên tầng 4. Tầng 3 này có 2 phòng. Rồi lên tầng 4. Tầng 4. À, tầng 4 thì có chỗ giặt giũ với cái sân thượng thôi. Cầu thang mới đi lên nè. Diện tích đất của mình đó là 35m nha cô chú anh chị. Đó, ở chỗ này là làm chỗ giặt giũ nè. Đó, giặt giũ nè ha. Dội nước nè ha. Đây nhìn thấy landmark Bitexco. Ồ, sân thượng quá rộng luôn. Ôi sân thượng này rộng thiệt luôn. Ở trên sân thượng này thì có mái che che cái giếng trời lại luôn. Giếng trời của mình ha, xin nhắc lại cái cạnh bên đây nè. Cạnh này của mình từ đây qua đây á là gần 7m. Qua đây là gần 6m ha. Đây mình nhìn căn đối diện của mình. Đó, trước đó có cái quán cà phê ha. Rất là chill luôn nha. Hẻm 100, đèo phải ra là tới đường Trần Đạo liền. Đứng đây mình nhìn thấy Bến Thành Len kìa. Đó, Bến Thành Len. Tòa nhà Bitexco. Hẻm 100 đang làm ha. Hẻm này là taxi nhỏ vô tới nhà luôn nha cô chú anh chị. Còn hẻm này tắt đi qua bên đường Bùi Viện. Đó, nhà mình thì vòng một vòng theo luôn nha. Nè, một vòng theo luôn nè. À, bên đó là đường Bùi Viện ha. Phố Tây Bùi Viện ha. Rồi Vũ Hồng xin nói lại thông tin của căn nhà này ha. Căn nhà mình địa chỉ là hẻm 100. À, căn nhà mình là 25/19 đường Trần Hưng Đạo, phường ở đây là phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này hiện tại thì chủ nhà đang kêu bán với mức giá là 7.200.000.000 đồng. Giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Nếu cô chú chị bạn nào có nhu cầu tìm hiểu căn nhà này thì alo cho Vũ Hồng ha. Một cạnh là gần 7m và một cạnh này gần 6m. Diện tích đất được công nhận là hơn 35m. Nhà xây dựng mới và hoàn công đầy đủ rồi, thuộc khu dân cư hiện hữu. Và hẻm 100 là hẻm 100 đường Trần Đạo đang nâng cấp lên rất là đẹp. Và nhà mình thì hẻm ô tô vô tới trước cửa nhà luôn. Về pháp lý, sổ hồng hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên. Và cái giá 7.200.000.000 đồng. Hiện tại nhà đang có 5 phòng, nhìn cái thân thượng cực kỳ rộng như thế này. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Xin nhắc lại là nằm ở hẻm 100 đường Trần Hưng Đạo, thông qua hẻm bên đường Bùi Viện. À, đường Bùi Viện, phố Tây Bùi Viện là phố đi bộ á, phố đi bộ Bùi Viện của quận 1 á. Giá là 7.200.000.000 đồng ha. 5 phòng ngủ nha, 5 phòng ngủ, 5 phòng.
thích hợp làm căn hộ dịch vụ, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên. Rồi số điện thoại Vũ Hồng 0933 797979. Alo lúc nào cũng được, đi xem nhà xong Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả ha. Nếu đây là lần đầu tiên xem kênh thì nhớ chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình. Những người đang muốn sở hữu nhà ở quận 1 có 5 phòng ngủ, nhà đúc bê tông cốt thép, có sổ hồng, có sân thượng, hoàn công đầy đủ thì hãy liên hệ Vũ Hồng để xem căn này nha. Rồi Vũ Hồng cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết clip review nhà. Rồi số điện thoại 0933 787878 và 0933 797979. Xem nhà bất cứ lúc nào ha. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau.